Rồi giới thiệu các bạn dòng guitar Yamaha G150A nha. Nghe dòng này cũng hàng second hand luôn. Mà âm thanh là khá là ok. Các bạn thấy âm vang rất tốt, mình sẽ đánh cho bài cho các bạn nghe nha. Zalo hoặc Facebook để tìm cái đàn mình yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại.